Chào quá. Bác này bác câu toàn chép, câu tự nhiên. À, được chưa? Đấy. Tiền bối câu chép à. Đây là cống gì bác nhỉ? Đây chẳng biết là cống gì. Cống Bắc Hải đó. Đúng rồi, đây cống Bắc Hải. Thì đang đi gặp các tiền bối. Đây được gọi là Âu Thuyền. Âu Thuyền ạ. Âu Thuyền Bắc Cảnh. Câu ISO khuyên nhỏ cá toàn chép. Nhìn toàn chép có chép đẹp. Khoảng tầm giờ mưa to à? Mưa rồi. Hôm qua tầm giờ nó mưa to rồi. Qua tầm giờ mưa. Qua em ngồi ngoài kia được muốn mấy chim mấy con chép. Hay là về cổng chỗ chỗ ấy nhá. Đầu sâu này vào đấy. Đi xuống cống Nam Hải. Úi giời, mẹ. Kia nó vào, trời ơi. Tí đứng chầm chép to, đứng chầm chép chầm chùi. Đến đây chứ, xuống thẳng ở đây thì ra làm mấy bên ngoài à? Số này nó ăn vào, số này nó ăn vào, vào. Bình đẹp. Chạy ô rồi trong người ta ông ấy một bố sớm lúc sáng rồi cái ô rồi đến nữa rồi kìa đấy. Kìa bác lại đưa con nheo. Nếu con nheo cân vội em phải được cân rưỡi. Các bạn đây chả cứu mấy đứa nó lăn sông đấy cái gì mẹ nó thế là quần áo bẩn hết chưa về cởi hết giặt mái giặt chứ thế nên là
điện thoại bỏ ra rồi đồng hồ với lại lúc nào cũng bật lửa bỏ hết. Chào nó chết đuối à? Nó chết đuối đâu, nó đi cái cầu cái cống như thế là nó hai bên xe máy thì nó có đoạn này nó có đống đống gạch, cái dốc cầu xuống là đống gạch thì thằng này nó lại dốc cầu xuống đằng sau kéo xe lôi trưởng phân. Chào mày. Thế là cái ông ở đấy lên